Ngày 24 tháng 2, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản cho phép học sinh, sinh viên và học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại từ ngày 1 tháng 3 tới. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục đào tạo và Sở Lao động Thương binh Xã hội chủ động phối hợp với Sở Y tế ban hành các văn bản hướng dẫn cơ sở giáo dục triển khai nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để sẵn sàng đón học sinh quay lại trường ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho tất cả học sinh sinh viên học viên trở về từ vùng dịch hoặc từng di chuyển đến vùng có dịch phải thực hiện khai báo y tế để được theo dõi các cá nhân cố tình khai báo không trung thực hoặc không tuân thủ việc cách ly y tế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật ngoài ra ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai hoạt động khai báo y tế trực tuyến hàng ngày cho toàn thể học sinh sinh viên học viên và giáo viên nhân viên của nhà trường